Kênh Giải trí Tổng hợp xin thân mến chào bà con nông dân nha. Nay quay lại chú Thiếm tham quan vườn nha chú Thiếm. Rồi. Đây. Cái này là nó nè, thấy không? Con hổm nó dễ gì được nha. Con xịt hổm bữa chú xịt hai loại đó là Rimewon với Sumet. Đúng rồi. Hai loại này xịt là hiệu quả. Dạ. Hiệu quả cực kỳ luôn, hôm trước cây này phấn trắng lên dày luôn nè. Mà bữa nay là nó đã hết rồi. Nên thành ra bây giờ bà con nông dân mà muốn cần để mà xịt phấn trắng với mà này kia nọ là phải cần xịt hai loại thuốc này. Dạ. Để cho nó hiệu quả nên đỡ chi phí tốn kém, đúng không? Nè bà con là Rimewon với Sumet đó nha. Còn nếu bà con mà có chú có bị chú tể rịp sáp nhiều quá, ý bị rịp sáp nhiều quá bà con xịt cái chai khủng long á, mà cái chai chú tể rịp sáp giờ nhà nước cấm rồi. Nó có một hoạt chất cấm cho nên giờ đâu có xịt có hiệu quả. Đâu có hiệu quả, đâu có để. Nắng nó diệt được. Chè rụng đôi trái hổm là chú xịt này đúng không? Đó. Mà hổm là không đậu mà bữa nay xịt rồi nó đậu lên hiệu quả. Dạ. Nên hiệu quả vẫn được, nói chung là 90% ăn lên chứ đừng nói là 100%. Khi mà nó đậu trái rồi thì sẽ xịt lớn trái. Đúng rồi, bằng cùm tay như cái này nè, và cái này Thiếm. Lớn trái là xịt cái đó đó, lớn trái là xịt cái bằng cái IBOK. Mình ngưng cái thằng rụng trái mình xịt thằng đó đó. Đúng rồi. Chứ đừng hai thằng này đừng xịt xong hành uổng lắm, nó phí thuốc lắm. Thằng này lúc đầu cho nó đậu trái đi. Xong rồi nó đẩy thằng này lên để sau này mình còn tẻ nữa, nhà mình xịt chung vô nó phí. Đúng rồi. Xem mình tẻ mình chọn lọc rồi những cái trái nào còn ngon là mình xịt thôi. IBOK. Bởi vì nhiều khi phải cần. Chú Thiếm mà chỉ xịt này thôi bà con nông dân. Thiếm thích nhất cái chai nào? Bây giờ hai cái nào cũng mình cũng phải cần á, cái này á, khi mà cái này á mà xịt mà nó hết khuẩn rồi á. Rồi mình mới qua mình xịt cái đậu trái, boron à, đậu trái rồi cái nào nói chung là cũng cần á, khi mà đậu trái rồi là phải xịt lớn trái. Dạ. À, cái nào mình cũng cần. Mà con thấy vừa của Thiếm này là không có già nó lớn, nó không có nhỏ trái. Đúng rồi. Nãy là nhìn đo hoành, nhìn mấy hoành là 50 bốn mấy 50 trở lên nè, vừa này không đến nhỏ như trái nhưng mà mình bổ trợ thêm, mình sợ những chỗ nào nhỏ đó. Bổ trợ thôi, chủ yếu là rụng trái với lại phấn trắng thôi. Dạ, chứ vừa này là không có đến đổi nhỏ trái. Nãy nhìn thấy hoành là cần xịt lớn trái cũng được. Dạ. Không, nhưng mà phải cần chăm sóc cho nó hiệu muốn quả. Lớn trái thì mình hỗ trợ lớn thêm lớn trái cho người tiêu dùng người ta hợp lý, chứ người ta mua trái dừa 10.000 9.000 mà người ta nói trái dừa nhỏ quá cũng coi không được, mình phải cần. Bây giờ sống cái gì cũng phải phân thuốc đúng không? Mà qua thấy chú là thấy phun cái thằng mấy thằng thuốc này thấy chú thấy sao? Ok không? Số 1. Đặc biệt là quan tâm vấn đề rụng thối trái ha. Đúng rồi. Mà giờ là thấy trong tháng mấy nay là hiệu quả rồi, là thấy mừng rồi. Nó cũng phải cần, nhất là phải chăm sóc. Dạ. Bằng cái gì cũng phải chăm sóc, dạ, phân dạ. thuốc đầy đủ, với hai nữa phải kỹ thuật, phải nắm bắt. Dạ. Chứ còn không nắm bắt kỹ thuật thì đừng trồng được. Dạ. Hôm chú xịt nấm khuẩn là khô hết luôn phải không? Khô, xịt rồi là trong vòng 2 ngày là biết là nó đã rào tay, nó không còn ướt nữa. À, nói chung 2 ngày là nó đã khô nấm khuẩn ha. Đúng rồi, tại vì có cái mà khoa hóa học á, mà khoa học nó đã vô rồi thì nó diệt được con vi trùng, vi khuẩn rồi là nó khô liền. Dạ dạ. Thành chứ không phải là giống như để một cả tầng mới được. Rồi, không, rồi. Cái này là hai bữa là rồi hiệu quả. Dạ, đầu dạ. là trong vòng 10 ngày sau là tiếp tục làm cử nữa để cho nó diệt trực tiếp. Còn rụng thối trái chú cảm nhận sao? Rụng thối trái thì bây giờ là nói chung là khi mà hồi lúc là đưa thuốc á, thì mình xịt là trong vòng 15 ngày sau. Dạ. Là mình thấy là những cái bông đó là nó vừa diệt khuẩn được con vi khuẩn phấn trắng, rồi tới khi mà đậu trái là hiệu quả. Dạ. Hồi đó nó còn 4-5 trái nhưng giờ được 10 trái, rồi giờ nó tới 15 trái thì thôi vậy cỡ được rồi. Dạ, chứ mình lên tới 30-40 trái còn mừng, nhưng mà tỉa cực. Dạ, tỉa cực. Tỉa cực mà còn trên nó còn không hiệu quả. Rồi cảm ơn chú nhiều. Vậy thôi chứ nó không có gì hết hết. Nhưng mà trồng cái gì cũng phải có phần cái khâu chăm sóc. Dạ dạ. Dạ dạ. Mình mừng mình phải quan tâm tới nó mới trả lại cho mình được cái phần đó. Còn nếu mà mình không quan tâm nó mà mình bỏ bê mình đi, mình không chăm sóc nó, coi như con rơi con rớt là không hiệu quả được đâu. Dạ dạ. Nói chung là 3 năm 3 tháng rồi vẫn đối với cái rừng dừa. Dạ. Nhưng bữa nay bắt đầu là bán được là 19.000 trái đi, 8.000 9.000. Nhưng mà bán được hai thiên thì ra mười mấy triệu rồi. Dạ dạ. Thì bữa nay là lấy thu bù chi được. Dạ dạ. Vài năm vài tháng nữa nó được khoảng 7 thiên 8 thiên. Thì cái đó lúc đó là mình có lợi nhuận. Dạ. Còn 3 năm trước trở về trước là cái đóng hụi. Đóng hụi hàng nào cũng phải bỏ tiền bỏ thuốc nhưng mà phải ráng. Vừa chú nè, giờ thời gian tới là ngon lành khoảng chừng 3 tháng nữa là thấy khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Ví dụ như vừa này chừng 6 tháng nữa là không phải 7 thiên. Dạ. Trong một 20 ngày cũng được, nhưng mà mình tính là 5.000 trái thôi. Dạ dạ. Thì mình nhân con số đó chứ mình đừng tính con số cao thấp. Dạ, đúng dạ. không? Thì nói chung bây giờ là mừng lắm, hiệu quả rồi. Dạ dạ. Chung là mình cũng phải nói với bà con này kia nọ là không phải mình nổ, nhưng mà thiệt 3 năm đầu rồi là mình rất là vất vả với cái vườn dừa. Dạ. Nhưng mà hiện bây giờ thì đã thu hoạch được 1.5 thiên đi, là 20 ngày, nhưng mà khoảng 6 tháng sau được 4 thiên. Dạ. Thì mình tính là nó 6 lần 5 thôi, được 30, trừ chi phí nó là 10 triệu, phân thuốc với công cán này kia nó 10 mấy triệu, cũng còn được cái lãi suất được cũng khoảng được 10 triệu. Dạ, thôi dạ. già rồi được nhiêu đó cũng mừng thấy bà rồi, giờ ai mướn mình mừng, đúng không? Đâu ai mướn rồi. Đâu.
Tại vì mình mà biết sao vừa bụng ta. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chú ha. Nay kênh đi về đi xã Long Bình thăm lại vườn dừa của chú Thiếm để coi cái hiệu quả kết quả mà xịt. Dạ. Được dồi dào sức khỏe. Thì trên làm thì cứ trồng là cứ trồng. Dạ dạ. Kiếm kinh tế thì phải làm. Dạ. Chứ còn nói tôi sợ mai mốt nó rẻ. Nó rẻ thì cái điều điều kiện là rẻ mắc là do thị trường. Còn hai nữa là cái khâu chăm sóc là cái khâu 90%. Dạ dạ. Làm phải chăm sóc, còn nếu không chăm sóc thì thôi đừng trồng. Dạ dạ. Trồng bỏ đuông ăn hết cũng vậy hả? Dạ dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta nói là người ta ăn á thì dừa mình còn, mà con đuông nó ăn là dừa mình hết. Hỏi sao con đuông nó ăn nó chết cái dừa đâu còn đâu để mà mình hưởng thụ. Rồi rồi. Rồi. Rồi cảm ơn chú ha. Rồi rồi rồi. Dạ. Ừ. Ồ cái này trổ lưới mè thấy nóng lạnh nên họ không trổ, đậu đậu. Không trổ không đậu, giờ đậu ráo rồi đó. Nè, xịt nay tháng mấy nhiêu? Dạ. Cho tháng rưỡi. Đậu ráo luôn. Đậu. Hôm nay đâu được tháng rưỡi. Thì vợ từ hôm xuống tới nay là cho tháng mấy đó. Dạ. Ừ. Không tới tháng rưỡi đâu. Ở đây giờ vừa nhiêu chục? Bây giờ vừa ở đây là tụi nó đang bán là 10.000 trái. 10.000 trái hả? Thì chục cũng là 120 rồi. À. Tại hôm bữa chú Ba ở Mỹ Phong là bán 90.000 là 10 trái. 9.000 trái. Còn cái này cũng 9.000, cái này 10.000. Mà anh chục đây 12 hả? Ở Long Bình là bây giờ phải đây bán trái chứ không có bán chục. À bán trái. Trái 10.000. À trái 10.000. Còn ở chợ gạo thì bán chục 12 mà 115.000. Người khô á là 14, còn đây lại mua trái đếm trái chứ sao. Dạ dạ. Trái. Cứ anh trái 10.000, trái 8.000, hổm ở nhà này hái là anh trái 8.000. Dạ dạ. Đó, còn con chị với nhỏ ở Yên Luân nó bán là 10.000 trái, nó mới điện vô nó chị em bán được 10.000 trái. Cái con Lan Yên Luân á chứ sao. Mừng mà giờ nữa thì cũng khổ nữa. Nữa phải tỉa dọn, đúng không? Nè, hồi đó nè. Nhưng mà thấy phun mua ron mấy cái hoài non ở trên là quá ok đúng không? Đúng rồi. Hôm rồi nè, hôm đầu tiên mình xuống là nó vậy. Dạ. Nhưng mà bắt đầu sang cái xịt rồi nó qua vậy. Dạ. Rồi bữa nay nó lên cỡ này rồi. Nó sẽ nó cằn cằn nó vừa lại nó đậu đó. Đúng rồi nè. Thì bây giờ cỡ này cũng nuôi nổi buồn rồi. Dạ, dạ. Đúng không? Chứ còn bây giờ mà đạt như vậy thì hiệu quả rồi chứ không rỗng con trái hai à. Chất lượng đầu chất lượng không? Đúng rồi. Nên thành ra thấy cũng mừng rồi đó. Nhưng bây giờ phải ráng phân thuốc với này kia, thuốc mình phải xịt. Đúng không? Mà điều cỡ nào cũng phải làm thôi. Cái buồn này cũng vậy nè. Không rồi mình không hiệu quả, đúng không? Thấy không? Cái lưới mèo nó bự hết thân luôn không? Ừ. Còn bây giờ này nó đậu nè, thấy không? Còn hôm trước nó không có, mình thấy mình buộc, còn giờ nó đã hiệu quả rồi, kệ nó sáng xịt 3-5 thuẫn thấy nó khô hết không? Khô nói chung nó khô. Xịt bữa trước bữa sau khô hay gì? Chừng hai bữa là thấy nó ổn định. Rồi đúng rồi là đầu nó rào vô nó không còn ướt hết nhớt luôn phải không? À nó hết nhớt, nó khô móc thành ra nó vậy đó. Mình cũng yên. Cái thằng này mua quà nó còn 200 trái á trời. Nó thành ra còn có bông nan. Có bông nan bà. Cái quà nó khiếp hồn được chứ. Nên thành ra giờ nó đậu cỡ này là muốn sợ tới rồi đó. Nuôi không nổi á, đúng không? Quá trời trái luôn. Rồi ba trái. Nó thành ra nó quà này với quà bên nó đậu tới nó lạnh. Còn giờ này mấy cái lưỡi mèo trên càng ngày càng bự à. Nè nấm khuẩn dịp sáp đẩy cái nó khô queo ráo luôn rồi. Khô bung ráo luôn. Hôm trước nó nhớt nè, tay cùi. Đen ở trên nó xịt nó chết nó đang thui đó. Nó rồi vậy. Này nó dùng mốt ba trái cắt bỏ lấy trái nào đẹp cắt hai trái kia. Mà ngộ nha. Nó cỡ này nè, lật ngang nó làm cái một cái bóp nước giòn, ra liền. Nó giòn nó nuôi nước kia. Sao mà nó sượng chứ sơn nó không lớn. Dạ. Nó sượng không lớn. Những cái này tại vì cái máy này trên cái điểm cuối nè, điểm cuối mà mốt phải lãi ra. Sao mà nó không khô? Nó không khô mà sao nó sượng? Để nghiên cứu coi mai mốt lẽ mình bị chọt cái thuốc á thì cái ra nó. Thì cái đó cũng phải nữa. Này clip chị nghe mặt clip nhiêu? Mặt clip 2. Mà giờ là cứ ba clip là 6 thước, 3 clip 6 thước. À vậy hả? Hỏi ông làm ở đây 6 thước. Đúng không? Rồi cái đây qua đây mà clip 2 thước thì ba clip nữa cái nhân lên là Rồi. Giờ tính ra sen canh trồng ớt hả? Ừ, giờ trồng ớt bắt đầu trồng sen 2 vụ. Dạ dạ. Hai vụ năm nay và năm tới nữa là bắt đầu mùa tháng 4 là mình đạt ví dụ sang năm nữa là bắt đầu là mình móc tiếp nữa là thành phẩm. Đây là vườn dừa này chú Thiếm ở xã Long Bình huyện Gò Công Tây là có thể là nói là một cái vườn dừa trồng lớn nhất ở huyện Gò Công Tây luôn bà con dân. Rồi 500 gốc dừa là lớn nhất ở huyện Gò Công Tây. Ở đây là chưa có ai trồng được 500 gốc. Ở đây có mấy cái hoài trước là mấy cái đen trước là do là bị sự cố trước phải không? Bị mà mình đi phân đi thuốc lại nó ổn định rồi đó. Cái này là bị là lúc trước bị rụng rồi.
bị hồi trước mình chưa thuốc, bắt đầu nó bị phấn trắng, còn giờ nó đã ba cái nấm với khuẩn nó khô đó rồi, nó rờ nó khô, nó thấy còn cái màng màng chứ nó khô queo. Đẹp rồi đó. Trời mừng cái bà luôn. Bà con thấy dừa chất lượng ghê không bà con? Dừa nó đang ra đoạn cho trái. Nhìn đây mấy cái dừa này mà chừng 3 tháng nữa là nhìn thấy sụ hoài, nó minh mông trời đất nè. Bởi vậy thành ra chờ đến mưa cơ. Chất lượng hoa. Bởi vậy nó đã chất lượng ha. Ủa để cái dữ lắm. Hoài để hết luôn hả? Đấy. Thằng này mà mốt nó bự lên cho nên nó chặt hoài không? Quả này 20 mấy trái. Mấy trái đó. Trời ốm đi thương ghê không? Cái này thì cái này nè, mấy trái. Mùa này thì giòn giòn mà nếu mà được thì để bán luôn, có giá mà. Đó thì cũng nói ông ơi thôi giờ dạ. Xác tay mình để. Dạ. Nó lớn lên nó thì nó mang cái mang hoài á, nó có chút ép à. Dạ dạ. Rồi nó không có được mà thân nó phải nhỏ cũng vẫn cho ăn chứ không phải là bỏ. Nhưng mà không ấy luôn á. Tới đây là hết vườn rồi đó hả? À ra cái chỗ này nè. À. Về em thấy tự nhiên có mấy ông kia đi xe mô cái ông này cũng làm gì ta. Bắt đầu cái vô về nói cái bà già mới nói nó mua dừa, nó trồng dừa Mã Lai. Ai nhà đi vô gặp đám ma, gặp ông kia vô tình cái dẫn mình coi dừa trúng quá trời đất. Bắt đầu cái mới đậu trái chất lượng đẹp cực kỳ luôn. Ông nói ê gì đâu mà mấy ông kia chạy kiếm lại á, nó trồng trái dữ lắm ông ơi. Này là chú ông xịt chai buron để chống rụng thối trái nha bà con. Còn nấm khuẩn thì xịt Ridimugon với Sumet hai loại. Rồi hổm là nó rụng khủng khiếp lắm. Rồi sau này phun vô là chống rụng thối trái trực tiếp á, bà con thấy nãy giờ hiệu quả cực kỳ luôn. Còn nếu mà chúng ta bỏ thì nấm khuẩn rồi rụng thối trái tiếp tục mà rút ra là dừa nó mắc nữa. Cái cây này đang giai đoạn ra lưỡi mèo với đậu trái thấy mắc ham. Cái cây gốc ở bên kia cũng vậy nữa kìa. Cái đá ngoài này là nhìn thấy là ghiền luôn á. Đó, thấy chưa? Cái chất lượng. Khủng hoảng lắm. Vừa về trồng về mới đạt hiệu quả nè. Ai gọt con tay thì đâu có vườn nào mà lớn bằng 500 gốc như vườn này đâu. Vườn này đó. Hồi đó trời ơi, trồng về là buồn ghê mà đều phải ráng bán. Cái hoài đó siêu trái nằm ở trên cái hoài nhìn thấy đã ghê ha. Ừ. Mà con này coi zoom lại vô vị trí đó, ảnh vô bè, ảnh nằm trên bè rồi đó, ảnh không có bị sạc nữa. Tại đã cực kỳ không bà con. Siêu trái là cái cùi nó dài, trái nhìn nó đã đấy ghê không? Thành ra là nó hiệu quả. Ngày nào cũng nghe bà con nói chứ mỗi người có một cái kinh nghiệm để mình ta tích lũy. Ở đây chú Thiếm mà cắt dục hết mò nang luôn nè bà con. Bà con thấy cái mò nang mặt dưới mặt trên nè, nấm khuẩn khủng khiếp luôn thấy không? Nó bám ở mặt dưới và nó bám mặt trên luôn, rồi mấy con điệp sáp nữa. Cho nên mình để mò nang nó có bốn cái tác hại. Cái thứ nhất á là nấm khuẩn nè, thứ hai là điệp sáp nè. Cái thứ ba nữa là bị sâu bông ở trên cái cây dừa, trên cái lưỡi mèo á. Thứ tư nữa là nó không có cái ánh sáng nằm cái hướng nó che cái mò nang, nó che cái dừa, cho nên cái mấy em đó nó sẽ trái nhỏ lại hơn mấy kia. Khi mà cắt mò nang mà con thấy nó thông thoáng cực kỳ không nè, cái hoài dừa nó thông thoáng nè, nó hạn chế nấm khuẩn luôn, hạn chế điệp sáp luôn, mà nó quang hợp nắng rọi rất là tốt, nhìn cái cây dừa rất là sạch đó. Chứ mình họ đừng có để mò nang nó rất là sầm uất. Mò nang nó chỉ có cái công dụng lúc đầu nó bao bọc cái lưỡi mèo thôi. Chứ lúc sau nó nở ra rồi nó hết cái công dụng của nó rồi. Coi nấm khuẩn nó cũng khiếp rồi, giờ khô sạch nó khô queo bà con. Cái này là nó đã khô hết rồi nha, chứ không phải là nó còn nha. Mấy điệp sáp rồi nó khô queo đó nè, trên bẻ luôn. Cái này là mình xịt Ridimugon với Sumet, xịt ở trên cái phần này nhiều nè, xịt trực tiếp lên đây. Nãy mình rờ kỹ lắm. Khô hết luôn rồi. Trong khi còn cái này chờ luôn, nó đang chuẩn bị cái điều trái
Thì cái này giai đoạn mấy cái trái ở dưới nó hơi ụt rồi, khi mà lên trên này mấy ông kia nó quỷ mày nào, lên trên này nó khác. Mấy ông kia nói quỷ mày, sao mà mày có vừa mày không bán ta, tao biết sao không, bây giờ lái với hai nữa nhiều khi mấy ông vô uống nhiều khi mốt xịt bu gòn, tôi đang cố gắng xịt từng lần ăn cho nó dẻo cuốn chống rụng thối trái. Chứ mình để lâu quá nó cũng dở, sợ số lượng nấm mình còn á. Nè, đây Sơn mà lên. Nó hỏi tại sao vừa tới rồi tát cái đống lại để cho nó. Nó mày ơi, trái đầu mà con thấy lưỡi mèo đầu trái thấy ham ghê không? Khi mình cắt hoa nan đó, nhìn dừa nó sạch cực kỳ không bà con. Dạ. Đúng rồi, còn mà trái này còn non mà, chứ già mà còn bự nữa. Bạn người ta hỏi vừa mới lai tôi uống 4-5 trái rồi nó vô đó uống. Tôi chặt cho mấy ông uống, uống đâu có chịu nổi đâu. Mấy cái này là nếu mà tại để không để cái này là tỉa ngon lành luôn. Thôi mà nếu mà lấy sát tay mình để đi, còn cái nào mà ẹo quá thì nhọn quá thì bỏ. Đúng không? Nó rất là mềm dễ bẻ, cái này hư dễ này nè. Nó siêu à. Với hai nó nhọn quá. Còn gì đâu nó để. Thành ra mình cũng phải tỉa bọng bỏ. Tỉa nó cho nó gọn lựa mấy cái trái đẹp. Cái trái này nè. Chà mà tiếc. Thôi được rồi, để đi. Bẻ nhăn nước rồi. Vậy chứ cũng 20 trái rồi, được rồi, mười mấy 20 trái. Nhiều quá đâu làm gì đâu. Đang ra lưỡi mèo, nó nào lưỡi mèo nó khủng thiệt. Bây giờ con dự án đó, nó mèo này nó còn cả 4 tấc mà. Bây giờ con dự án mèo nó phải trong mà 300 gốc nữa đó. Bắp lưỡi mèo thấy nó không lạnh không? Ở nhà dưới của nhà dưới này kia là còn 2 công, dưới trên là 5 công và 7 công đó. Mà trồng số lượng ít hơn. Mấy đít bầu này, mấy đít bầu tròn ẩm luôn ha. Ừ. Thương ghê không? Mưa xuống nó sung dữ nữa. Xuống kinh hết, đặng mà chuẩn bị. Chiều dài clip này gần cái cây số hả? 800 mét hả? Nếu mà vô tới tổng là 600 mét. Mà ra tới ngoài kia là cây số, mà hồi nãy vườn dừa quả vô của ông anh ruột là từ trong lộ này ra khoảng cây số. Đi vườn dừa này là cái vườn dừa. Đi quả giò không? Không là 400 mét. Bà con nhìn trái nó liễu khiếu bà con. Giai đoạn này giai đoạn nó đang phục lại cho trái lại nè. Mưa xuống lưỡi mèo. Dừa này mà bảo đảm bà con nào muốn có tham quan, đợi chừng 3 tháng nữa bà con về tham quan, bà con thấy không khủng nữa thôi. Này ở xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha bà con dân. Trái trồng phải trái như vậy mới được nè. Vậy mà còn chưa bị chịu. Từ Mỹ Tho bà con về tới xã Long Bình này tệ nhất cũng khoảng 30-40 cây á, nói chung cái đó đó. Nhiều khi về mà còn chưa chịu nữa. Nói chung chủ vườn này ta làm chăm sóc vườn rất là kỹ, bà con cắt nông dân thì vệ sinh bỏ vẻ rồi kỹ lắm. Mà con coi cái cây dừa trái nè, mà con coi nè, trái lớn trái nhỏ lưỡi mèo, con thấy là đã ghê không? Mệt quá, tao đi lên tao mua dừa, ông đó 19 năm mà độ cái một buồng dừa còn 30 cái. Trái nhìn bồng khiếp hồn, bồng khiếp hồn luôn không? Và dừa vậy mà bà con thấy cái cây dừa của mình mà nó xung quanh nó trái, nó đậu trái như vậy mà thấy mấy chất lượng đó bà con. Ừ, này. Còn cái bông này, bông khủng quán, cái bông khủng quán. Cái bông bự còn bắp đùi. Bông khoảng 4 tấc. Ừ. Hoành nó ngoài 50 rồi. Dạ. Nhìn hoành nó biết ngoài 50 rồi. Hoành to lắm. Hoành là 48 đi là ok, mà nhìn trái dừa hoành 50 là lọt vô hết rồi. Hoành mà thường thường mà lội là thường thường dưới 35 mới lội, chứ còn mà hoành thường. Bà con coi đậu trái chất lượng hơn bà con. Cái này bảo đảm bà con là không còn rụng nữa đâu. Cái này trái bằng ngón bự ngón chân cái hết rụng rồi. Nhưng mà mình để tới bằng cầm tay mới tỉa. Bảo đảm bà con là không có rụng nữa. Cái này một mặt sức mà tỉa luôn bà con. Tại một que đó 4-5 trái. 3-4 trái cũng có, 4-5 trái cũng có. Là một que bà con thấy khi 7-8 trái cũng có nè bà con, coi những cái que nhỏ nè. Nhưng mà mai mốt nó sẽ rụng bớt một số trái nhỏ bà con, rồi nó đậu những cái trái lớn hơn, chứ không phải là nó không có rụng mấy cái trái nhỏ. Tại vì khi một cái que nó nhiều quá đó, mấy cái trái anh chị nó chen nhau, mấy trái nhỏ không đủ sức rồi nó si rồi nó sẽ khô là nó rụng. Đó là rụng theo cái kiểu bình thường, chứ không phải rụng là do rụng trái, do sự cố bệnh. Còn cái này là chúng ta xịt buron ở giai đoạn nở 2 ngày này được nè. Chủ vườn này có kỹ không? Bà con thấy là cắt lưỡi mèo sạch sẽ ha, thấy vừa dừa lưỡi mèo thông thoáng cực kỳ không? Đó, giờ để xịt buron nó chống rụng thối trái trực tiếp.
nó cho nó đậu trái như thế này rồi mới mốt bằng cầm tay luôn. Chào mọi người luôn đi Thím ơi. Thím chào mọi người luôn nha. Mới mốt ai có xuống tham quan này ghé cho tham quan vừa vừa Thím nha. Đúng rồi, đúng rồi. Mà đại khoảng 2 tháng nữa đi xuống thì thấy cái cảnh. Xuống đây cho uống nước chết luôn hả? Chết luôn. Rồi vừa bà con thấy giờ đang giai đoạn đậu trái cho trái rất là dữ, bà con đã đi khảo sát hết nguyên cái vườn luôn. 500 gốc, hơn trên 500 gốc. Mà chừng 2 tháng nữa bà con xuống thấy là nó lúc đó mà lo mà giữ ban đêm nha. Lấy vốn lại. Rồi thôi. Cảm ơn nha, cảm ơn chú Thím hết nha. Rồi kênh thân mến chào bà con nông dân.